nay, việc sử dụng phân trùng quế trong trồng trọt không còn là điều xa lạ đối với tất cả bà con nông dân. Từ trồng rau củ đến cây ăn trái và ngay cả cây công nghiệp, đều xem phân trùng quế như là một sản phẩm hữu cơ cao cấp. Để sử dụng loại phân này thêm hiệu quả, hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn bà con cách làm phân nước từ phân trùng quế. Với cách làm này, chúng ta sẽ nhân đôi giá trị sử dụng phân trùng quế mà chi phí không đổi. Loại phân này có tên tiếng Anh là home tea, compost tea, home casting tea và Việt Nam chúng ta gọi là trà trùng vì chúng có màu nâu sậm giống như màu nước trà và được làm từ phân trùng. Bên cạnh đó, cách làm cũng tương tự như cách pha trà nên gọi là trà trùng. Trong phân trùng chứa khối lượng vi sinh vật rất cao như vi sinh vật phân giải đạm, phân giải lân, phân giải cellulo. Vậy, mục đích chúng ta là nhân sinh khối các vi sinh vật này và chiết xuất chúng thành phân nước. Khi đó, bón trực tiếp vào gốc hoặc phun qua lá sẽ đem lại kết quả bất ngờ. Bên cạnh đó, việc sục oxy sẽ phân tách các thành phần hóa học còn tồn động nếu có trong quá trình sử dụng phân bò làm thức ăn nuôi trùng và sẽ chiết xuất được hàm lượng khoáng có trong phân trùng và bón trực tiếp lên lá làm cho cây dễ hấp thụ. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn cách làm phân bón nước bằng phân trùng quế. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần có xô nhựa, 2 kg phân trùng, máy sục khí oxy, rị đường hay còn gọi là đường mật và túi vải được. Trước tiên, chúng ta cho 10 lít nước vào xô. Tiếp theo, chúng ta cho 100g rị đường vào hòa lẫn với nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cho phân vào túi vải. Sau đó chúng ta cột niềng túi vải lại. Lấy một thanh ngang làm giá đỡ và làm sao cho lượng phân chìm xuống dưới nước. Tiếp theo, chúng ta lấy máy sục oxy và lấy cục phun bọt này lắp vào máy sục oxy. Sau đó, chúng ta đưa vào thùng để sục 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 đến 36 tiếng đồng hồ, thì quá trình làm phân đã kết thúc. Chúng ta tắt máy và lấy túi phân ra khỏi thùng. Sản phẩm mà chúng ta có được là phân bón nước. Vì sản phẩm này có màu giống nước trà nên người Việt Nam chúng ta thường gọi là trà trùng. Phần chất bạ này chúng ta không nên bỏ đi mà có thể tái sử dụng. Vì cái chất bạ này nó còn tốt hơn phân mà chúng ta dùng để làm phân bón nước. Các bạn hãy xem đây, cây này chúng tôi đã dùng bã phân để cấy vào và sau 20 ngày rễ cây đã lên rất là nhiều.